Tiếp tục ghi nhận về chuyến tiếp tế cho các trạm hải đăng ở quần đảo Trường Sa. Thưa quý vị, từ Đà Lạt, tàu hải đăng 05 tiếp tục vượt 240 hải lý để đến trạm hải đăng An Bang, được xây dựng vào đầu năm 1995 và là trạm khó tiếp cận nhất trong 9 trạm hải đăng ở quần đảo Trường Sa. Đảo An Bang nằm phía cực nam quần đảo Trường Sa. Đảo có vị trí chiến lược quan trọng về quân sự và phát triển kinh tế biển, là cầu nối giữa các đảo thuộc quần đảo Trường Sa với khu vực dầu khí nằm trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc. An Bang còn có một cái tên gọi khác là đảo Đồng Hồ, vì dưới dân đảo có bãi cát nhỏ nổi lên. Điều đặc biệt là bãi cát này di chuyển quanh năm theo mùa và cứ di chuyển hết một dòng đảo là tròn một năm. Tàu hải đăng 05 đến đảo An Bang lúc mờ sáng. Nhìn từ tàu hải đăng 05, trạm hải đăng An Bang như một tòa lâu đài trong cổ tích, với những dãy nhà màu vàng, những trụ quạt gió xoay tít, những cây bàn vuông, cây tra, cây dừa và tháp hải đăng cao vút. Biết tàu tiếp tế đang cập vào đảo, nhân viên trạm đèn An Bang cho xuồng ra đón. Tiếp cận được đảo An Bang cực kỳ khó, bởi khu vực này dòng chảy rất mạnh, liên tục cuộn sóng, mực nước cũng rất sâu. Tàu tiếp tế không cập trực tiếp vào đảo mà phải qua xuồng nhỏ, nhưng để vượt qua những con sóng dựng đứng quanh An Bang, không ít lần xuồng nhỏ cũng bị lật úp, dù chỉ với gió cấp 3, cấp 4. Cập hàng đảo An Bang là đảo khó nhất, vì chúng tôi khi mà đi từ hướng Nam lên hướng Bắc á, phải nằm ở đá Tây chờ, khi nào mà anh em ở bên đảo An Bang báo là biển êm, lấy được hàng thì khi đó tàu từ bên đá Tây mới chạy sang. Chứ vì là đảo đó là không có điểm neo, một hai là không có cái chỗ mà cái bầy cạn để chắn sóng cho tàu neo đậu. An Bang là đảo nổi, quanh năm hứng chịu sóng to gió lớn và nắng nóng hơn mọi đảo ở Trường Sa, nên anh em các trạm đèn gọi An Bang bằng cái tên đảo lò vôi. Quanh đảo hầu như không có cá, nước cũng thiếu triền miên. Các thế hệ công nhân trạm đèn đã kiên trì cải tạo đất từ cát, sạn, san hô, trồng rau, nhưng hầu như luôn thất bại. Khí hậu, thời tiết, điều kiện sống khắc nghiệt, bù lại hạ tầng cơ sở đảo An Bang khá khang trang. Hiện nay xung quanh đảo đã có hệ thống bờ kè vững chắc, trên đảo có điện năng lượng mặt trời, sóng điện thoại, thiết bị thu phát tín hiệu truyền hình. Đời sống của người công nhân gác đèn ở đây nhờ vậy cũng bớt phần cách biệt. Hơn nữa, ở trên đảo nổi còn có lực lượng bộ đội đóng quân, các buổi giao lưu được tổ chức thường xuyên, đời sống tinh thần khá phong phú. Nhưng mà vì ở ngoài này bây giờ nó cũng dễ, điện thoại liên tục mà, thì Zalo vẫn cứ, Facebook vẫn cứ nói chuyện với con bình thường. Vợ con thì cũng đồng viên, bố cố gắng hoàn thành cái nhiệm vụ, mẹ con ở nhà vẫn lúc nào cũng nhớ bố. Giữa nơi đầu sóng ngọn gió, những nụ cười của người công nhân gác đèn vẫn luôn rạng ngời, luôn thể hiện quyết tâm bám đảo, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp cận An Bang khó khăn, rời An Bang cũng khó khăn không kém. Không chỉ có các công nhân trạm đèn, cả bộ đội trên đảo phải giúp sức giữ xuồng cho đoàn tiếp tế về lại tàu. Tàu chạy rồi, xuồng của anh em trạm đèn còn chạy theo một đoạn tiễn đưa lưu luyến. Nhìn chiếc xuồng nhỏ lướt chênh vênh trên sóng nước An Bang, sao mà thương quá đổi.